Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 1, tập 3. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhường sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền ngõ hầu. Hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết ngõ hầu, luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay xúc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành như ganh ghét, khinh mạng, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngồi nhập được một câu một chữ, điều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa, thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 22, thư trả lời Pháp sư Tông Linh. Phàm những ai có tâm đều có thể thành Phật, hả nên nói kẻ mù điếc câm ngọng chẳng được vạn sanh? Phật nói đến mù điếc câm ngọng trong tám nạn.
ngụ ý những tật ấy khiến cho người đó khó thể nhập đạo mà thôi. Nếu có thể chuyên rộng niệm Phật, tuy người điếc chẳng thể nghe kinh và nghe thiền chi thức khai thị, người mù chẳng thể xem kinh, rốt cuộc nào chớ ngại gì đâu. Người câm không có tiếng, kẻ ngọng cũng không nói gãy gọn được, nhưng trong tâm niệm thầm vẫn có thể đích thân đạt được niệm Phật tam muội trong đời này. Lâm chung lên thẳng chính phẩm, hả nên nói những người ấy chẳng thể vãng sanh? Những người ấy chẳng xuất sắng niệm Phật thì chẳng thể vãng sanh, chứ không phải là những người ấy dù niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Còn người tàn phế, thiếu tay, thiếu chân thì cũng giống như kẻ mù điếc câm ngọng. Nói kẻ mù điếc câm ngọng chẳng thể được vãng sanh như thế ấy là vì hiểu lầm bài kệ trong Vãng Sanh Luận mà ra. Kệ nói: cõi thiện căn đại thừa, bình đẳng không có những danh từ đáng chê trách. Nữ nhân và thiếu căn giống nhị thừa chẳng sanh. Chính là nói Tây Phương Cực Lạc thế giới là thế giới của những người mang thiện căn đại thừa sanh về. Chọn chẳng có những danh từ có thể gây nên chê bai hoặc có thể gây nên sự chán ghét. Hai câu tiếp đó liệt kê một số những danh từ có thể gây nên sự chê bai như nữ nhân, người xấu căn chẳng đủ và hạng người nhị thừa, thanh văn, duyên giác. Do vậy nữ nhân cặp căn khuyết, nhị thừa trùng bất sanh. Nghĩa là Tây Phương không có nữ nhân, người xấu căn chẳng hoàn bị và hàng nhị thừa. Tây Phương tuy có danh tự thánh nhân tiểu thừa, nhưng đều thuộc hàng phát tâm đại thừa, chọn chẳng có hàng thanh văn, duyên giác không phát tâm đại thừa, chứ không phải là nói đến những người tu hành để vãng sanh thế giới ấy. Người thiếu trí huệ tưởng rằng những hạng người ấy chẳng được vãng sanh Tây Phương, lầm lẫn quá lớn. Tay phải ông bị thương tật là do ác nghiệp sát hại chúng sanh trong đời trước chiêu cảm. Hãy nên chí thành khẩn thiết niệm Phật để hồi hướng cho những oán gia trong đời trước ấy, ngõ hầu họ được siêu sanh tịnh độ. Nếu có thể thường niệm, nghiệp sẽ tự tiêu diệt, nghiệp tiêu thì bệnh lành, cần gì phải cưa tay? Dẫu cưa tay cũng chẳng thể tiêu nghiệp được. Hãy nên tuân theo lời tôi, tích cực niệm Phật, lại còn niệm thêm Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn chưa đầy một năm tay sẽ lành hẳn. Ông gây nên tà thuyết thượng hạng, hại người vô lượng, hãy nên biết lấy. Hơn nữa trong tâm tính căn lẫn nguyện căn không đủ sẽ chẳng thể vãng sanh, chứ không phải là kẻ thân thể không đầy đủ sẽ chẳng thể vãng sanh. Ông đọc bộ văn sao của tôi sao không biết đến nghĩa này? Lá thư số 23, thư trả lời Hòa Thượng Diệu Liên. Nhận được thư và bài văn bia, do bận bịu quá sức nên chỉ kính cẩn trả lời bằng một trang. Chắc là sư đã đọc rồi. Ở đây tôi vốn muốn thêm một đoạn vào đầu nguyên bản bài văn bia, nhuần sắc đại lược những chỗ còn lại. Nào ngờ thờ bụng chế độ chẳng thể tùy ý thành công, đến nỗi thành ra soạn bài văn khác. Những lời phê bên cạnh nguyên văn đến khi chép lại cho rõ ràng, hóa ra chẳng phải là ý định lúc đầu. Nói chung là do tài cán vụng về, ngồi bút chẳng thể thuần theo ý muốn mà ra. Lời văn tôi tính soạn nhìn chung còn có thể chấp nhận được, chữ văn tự quả thật là chất phát vụng về. Hơn nữa bài văn ấy phải ký tên tòa hạ mới là đúng lý. Quan trước đây đã từng viết qua, không cần phải ghi tên quan. Biện pháp như vậy rõ ra đắc thể hơn kiểu phô trương trong nguyên văn. Xin hãy hỏi qua ý lão cư sĩ Phan Đối Phù. Nếu có chỗ nào không thỏa đáng, hãy cậy ông ta sửa đổi, chẳng cần phải gửi đến Phổ Đà nữa. Vì quan già cả bận biểu không rảnh rỗi để chăm lo chuyện ấy được. Giữa thu năm sau, tôi quyết định rời Phố Đà, không ở nơi nào nhất định, để khỏi bị nhọc nhằn thù tiếp thứ từ, hòng chuẩn bị tứ lương cho lúc lâm chung mà thôi.
Căn cứ theo bài văn bia được nói đến trong thư thì chính là bài văn bia ghi công đức cung thỉnh Đại Tạng Kinh của chùa Tịnh Cư tại Tế Nam. Lá thư số 24, thư trả lời Pháp Sư Bảo Tịnh. Nhận được thư và cuốn tuần sang, không ngăn cảm động, hổ thẹn. Không ngăn cảm động, hổ thẹn. Quan là ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, nay lại phát sanh bệnh mắt. Đã vậy, vị hòa thượng trụ trì đã về hưu, đặc biệt sai quan giám định, sửa chữa Phổ Đà Sơn Chí. Giao đã 1.5 năm rồi mà vẫn chưa đụng đến. Lại còn những chuyện như dạo chánh, đối chiếu văn sao, cuốn này đang sắp chữ, bất khả lục cuốn này vẫn chưa được sắp chữ, vân vân, dồn vào một thân, không rảnh rỗi để ra sức cho tọa hạ. Nếu cõi đời chưa đến nỗi đại loạn, mùa xuân năm sau, các sách sẽ được in ra, Quán Âm tụng cũng được kề trong số đó, sẽ gửi cho ngài bao nhiêu đó cuốn để mong kết duyên. Hiện thời pháp trọng yếu để cứu đời là phải chú trọng nhân quả báo ứng. Giáo dục trong gia đình cũng cần phải chú trọng nhân quả báo ứng, để hết thảy ai nấy đều giữ vẹn luân thường, nghiêm túc trọn hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, kiên giết bảo vệ sanh vật, ăn chay niệm Phật, dùng lòng tín nguyện sâu đậm để cầu sanh Tây Phương. Hoằng dương như thế mới có lợi ích thật sự. Nếu chẳng thực hiện nơi những điều này thì chỉ vật thường căn mới được lợi ích. Lại nữa, có kẻ tu trì Phật Pháp nhưng vướng thói tệ, chẳng biết nhân quả, chẳng tận hết luân thường, vân vân. Đừng nói là kẻ căn cơ chúng hạ mắc phải cái lỗi không biết ấy, ngay cả bậc thượng thượng căn phần nhiều cũng thế. Do vậy dạy người phải đặt chân vững chắc trên thực tế, làm những chuyện thiết thực mới là tối thượng. Đừng bảo pháp này thiển cần, cần gì phải đề xướng. Phàm đi ngàn dặm, bắt đầu bằng bước đầu tiên, đuổi cao chính nhận cũng do từng sọt đất đắp thành. Sông biển sâu rộng mênh mông bát ngát do các dòng nước hợp thành. Điều kinh rẻ pháp bình thường thiết thực, sợ rằng có đạt được hiệu quả thật sự. Lá thư số 25, thư trả lời Pháp Sư Thái Hư. Ngày hôm qua nhận được thư, ngài nói muốn đến Ninh Ba, có lẽ tới Trung Thu sẽ có thể lại đến đây. Ngụ ý cho rằng tòa hạ học vấn văn chương, bi miệng chở đạo, ra đi lần này ắt sẽ có người lôi kéo mời làm chủ giảng, thúc đẩy những kẻ xuất thế chen nhau tìm kiếm. Truyền trở lại Bạch Hoa sợ chỉ trở thành mong tưởng mà thôi. Quan tuy tuổi chưa già, tinh thần lẫn thể xác đã suy cùng cực, một hơi thở hít vào tuy còn giữ được, một hơi thở ra khó giữ nổi. Dẫu cho tòa hạ sẽ trở lại nơi này để quan lại được chiêm ngưỡng khuôn mẫu tốt đẹp, lại được đọc những trước tác đẹp đẽ, thì đấy vẫn là điều chưa thể dự liệu được. Trộm nghĩ hiện thời thấy đạo bạc ác mỏng manh, đạo thầy trò đã bị chôn vùi, phần nhiều hùa theo ca ngợi xiểm định, chẳng tuân theo sự uốn nắn răng nhắc, đến nỗi bậc thượng trí chậm thỏa mong ước trở thành bậc thánh, kẻ hạ ngu đánh mất lợi ích mỗi ngày một mới. Quan vốn là một gã kém hèn ở phía bắc tỉnh Thiểm Tây, bản chất giống như các đá thường đối trước ngọc quý, mặt tình phô phang, dáng vẻ thô tháp xù xì. Muốn cho viên ngọc quý ấy mau trở thành món vật hoàn thiện, trở thành món đồ quý báu trong cõi đời, dẫu tan thân nát xương cũng chẳng nuối tiếc. Tòa hà là ngọc đẹp không tì vết, là vàng ròng tuyệt không chất cặn, cần gì những lời uốn nắn răng nhắc đâu bị hãm trong lời khen ngợi xiểm nịnh. Thuật cưỡi lừa của quan chọn chẳng áp dụng được, nhưng muốn kế thừa người trước mở lối cho người sau hiện thân thuyết pháp,
ứng khắp quần cơ, dẫn dắt người khác tiến vào chỗ thù thắng, dường như có chỗ phải bù đắp đôi chút. Do vậy lấy bài thơ Tọ Hạ đáp lời ông Dị Thuật Phủ để hòa quấy quá mấy vần thơ cho xong, hồng diễn tả ý do có duyên cùng nhau mà chọn người giao du. Trong thư của Tọ Hạ ngày hôm qua không phải là thổi lông tìm vết, mà thật sự là muốn cho Ngọc được vẹn toàn phẩm đức. Nhưng lời thô ý vùng khiến gai mắt nhã, xin hãy thương tưởng mà dung thứ tấm lòng ngu thành, bỏ qua văn từ thì may mắn lắm thay. Lá thư số 26, thư trả lời Đại sư Đạo Tuyền, thư thứ nhất. Ông nhìn cao nhưng không thật, tâm ông lớn nhưng vô dụng. Đọc văn sau nghe yếu giải mà vẫn còn hỏi câu ấy. Đồ biết ông một mực rong ruổi bên ngoài, chỉ biết cầu rộng rãi chứ không biết giữ lấy chỗ vàng ước. Pháp hoa tám mùi ông không thể tu được đâu, dẫu cho ông tu được cũng sợ rằng chẳng thể giải thoát ngay trong đời này. Nếu chịu tin lời quan, xin hãy tạm thời đem nhận giáo pháp của Tông Thiên Thai cất trên gác cao, chuyên tâm nghiên cứu tịnh độ. Xét tâm tánh của ông lâu ngày trì tháng, sợ rằng sẽ có chuyện bị ma dựa phát cuồng, chẳng thể không đề phòng. Nếu không, mặc cho ông làm bậc đại thông gia, đừng gửi thư đến nữa, có gửi cũng không trả lời. Lá thư số 27, thư trả lời Pháp Đại sư Đào Tuyền, thư thứ hai. Đọc thư gửi đến lần này, bế quan chưa lâu mà đã làm bài tụng như thế, tức bài ca tụng kinh Vô Lượng Thọ. Tuy chẳng liên quan tới kinh văn, nhưng khá có sự khích lệ cổ vũ cho người sơ tâm tu tịnh nghiệp, nên tôi đặc biệt tán thành. Đủ biết ông dụng tâm tinh rồng siêng năng, nay tôi đem bài tụng văn ấy gửi đi để khi đó xen trong tâm ông nở bừng, lại đem kinh văn phân tích phân khoa phán giáo. Nếu viết lời chú giải, hãy đem bài tụng ấy ghép vào dưới kinh văn thấp hơn một chữ, phía trên lại để thêm chữ tụng rằng, để người khác dè biết đây không phải là kinh văn. Nếu không sẽ khiến cho người không hiểu biết tưởng đấy là kinh, sẽ mắc tội chẳng càng. Đợi khi nào ông viết xong bài tụng, lúc chép lại cho rõ ràng, thì viết những chữ ấy cho to, để mắt quan dù chẳng tỏ vẫn có thể giáo duyệt. Giáo duyệt xong sẽ giao cho Hoằng Hóa Xã in ra lưu truyền. Lá thư số 28, thư trả lời Pháp Sư Hiện Ấm. Nhận được thư, Khôn Ngăn mừng rỡ an ủi. Tòa hạ túc căn sâu dày, thông minh hơn người, chưa đầy mấy năm mà đối với tông, đối với giáo, đối với mật đều đã thông đạt. Đáng hận là quan già rồi chẳng thể học theo những sở đắc của tọa hạ được. Chỉ mong tọa hạ từ đây chân tu thật chứng, thì hai tông Thiên Thai lẫn mật giáo từ nay sẽ được chấn hưng lớn lao. Nhưng hiện thời tội ông hãy còn quá trẻ, thì nên gấp rút ẩn kính tài năng, tận lực tu hành, đợi đến khi công phu hàm dưỡng sâu đậm mới ra hoằng pháp thì lợi ích lớn lắm. Thông minh và có hàm dưỡng sẽ thành pháp khí, thiếu hàm dưỡng thì đối với bản thân, đối với pháp, chắc rằng lời lẽ hành vi sẽ chẳng tương ứng mà chính mình không biết. Đây là lòng khăng khăng ngu thành của quan. Thầy Liễu Đạo đã đến đây, đừng lo, gió xuân dễ xâm nhập vào người, xin hãy giữ gìn điều dưỡng, ắt sẽ không cần thuốc mà được yên vui vậy. Lá thư số 29, thư trả lời Pháp Sư Đế Tĩnh. Nhận được thư đề ngày 13 tháng 9, biết ông đã bế quan tịnh tu, Khôn Ngăn an ủi mừng rỡ. Ông nói thường có những cảnh giới trong khi niệm Phật, ắt là ông chưa từng chân thật nhiếp tâm, chỉ lo hành trì phô trương bề ngoài mà ra. Nếu chân thật nhiếp tâm thì bên trong không có vọng niệm,
chuyên chú vào một câu Phật hiệu, ác nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng, đau đến nỗi thường bị khổ vì có những cảnh giới. Trở nên tu hành bằng cái tâm soi động, lầm lạc cầu được thánh cảnh giới biến hiện và đủ mọi thứ thần thông, chỉ nên mong sao tâm tương ứng với Phật mà thôi. Như câu nói, toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, ngoài tâm không Phật, ngoài Phật không tâm. Nếu làm được như thế, ví như mặt trời sáng rực giữa hư không, sương tuyết đều tan hết, nào còn có cảnh giới chẳng đúng như pháp cây khổ nào cho thân tâm nữa ư? Nếu không dùng tâm như thế, lúc bình thường cứ chuyên muốn được thấy thánh cảnh, chẳng biết để đạt được thánh cảnh thì phải đạt đến địa vị nghiệp tận tình không? Nếu không, đừng nói những cảnh giới đạt được đều là ma cảnh, ngay cả là thánh cảnh thật sự cũng sẽ vô ích, không chừng còn bị tổn hại lớn lao. Bởi lẽ chẳng biết tinh tấn tận lực tu trì lại ngược ngạo, do đấy sanh lòng hoan hỷ lớn lao, chưa đắc nói là đã đắc, ắt sẽ đến nỗi bị ma dừa phát cuồng. Kinh Lăng Nghiêm nói, chẳng nghĩ là thánh cảnh thì gọi là cảnh giới lành, nếu nghĩ là thánh cảnh thì bị rứt vào lũ ma, chính là nói về điều này. Huống chi cảnh giới ông đạt được vẫn thuộc vào những cảnh giới tục nhiệm ư? Chỉ nên đề khởi chánh niệm, sao cho những tâm dâm dục sân hận vân vân trước kia chẳng dấy lên. Nếu như chúng ngẫu nhiên khởi lên, hãy nên dắt chiếu ngay lập tức, khiến cho chúng nhanh chóng bị diệt mất. Ví như kẻ giặc đến nhà, nếu chủ nhân biết nó là giặc thì kẻ giặc ấy sẽ bỏ đi ngay lập tức. Nếu coi nó là người trong nhà thì nhà ấy sẽ bị kẻ giặc cướp sạch sành sanh. Lá thư số 30, thư trả lời Pháp Sư Hằng Tàm, thư thứ nhất. Nhận được thư, biết những sách đã gửi năm ngoái ông đều nhận được hết, an ủi vô cùng. Gần đây Diệu Cát cũng gửi một lá thư cho biết sách gửi cho ông ta cũng nhận được rồi. Ông và tôi quen nhau trên tình đạo, há nên học thói tục ngoài đường ngoài chợ khen người quá lố, khiến cho quan không có chỗ để chung thân ư? Đấy có phải là điều nên làm của bậc trực tâm tu đạo hay chăng? Còn như ông nói, tuy thiếu tinh tấn nhưng trì danh khá đủ lòng ưa chán, thì cần phải biết rằng một pháp tịnh độ là quả núi nương tựa lớn lao cho chúng ta. Nếu lúc bình thường có rẻ, chắc là đến khi lâm chung sẽ chẳng thể đắc lực đâu. Sư hiện ấm thiên tư rất cao, đối với các tông hiển mật đều hiểu được cương lãnh trọng yếu, nhưng do trí còn phù phiếm khoa trương, chẳng trọng chân tu, lúc mất chẳng hề được hưởng lợi ích nơi hiện lẫn nơi mật. Đối với chuyện niệm Phật, ông ta còn chưa thấu hiểu nên cũng không có hiệu quả gì. Tuy có nhiều người trợ niệm cho ông ta, nhưng chính ông ta đã mê man, không còn tỉnh táo nữa. Đây chính là một sự cảnh tỉnh nhắc nhở lớn lao cho những kẻ tuổi trẻ thông minh vậy. Ấy là vì hiện ấm thiên tư tuy cao nhưng bụng dạ quá hẹp, không chân tu hàm dưỡng ẩn kín tài năng, có tánh bộc chộp kiêu căng phô trương khoe khoang bộc lộ. Từ Nhật Bản trở về nước đến Ninh Ba gặp thầy, trong ngày hôm ấy liền ngã bệnh, hôm sau liền đi qua Thượng Hải, là vì nghe thầy dạy một câu hãy nên bế quan tịnh tu. Ngày hôm đó liền ngã bệnh, ngày hôm sau đi liền, rốt cuộc đến nỗi bệnh tật dây dưa đến chết chẳng đáng buồn sao? Những điều ông đã hỏi vốn chẳng cần phải hỏi, sở dĩ ông vẫn phải hỏi chỉ vì ông chưa đọc kỹ các chức thuộc tịnh độ nên trở thành một vấn đề lớn. Nếu đọc kỹ rồi sẽ tự bật cười, ông chẳng những chưa đọc kỹ các chức thuộc tịnh độ mà ngay cả văn sao của quan cũng chẳng đọc kỹ. Nếu lắng lòng đọc kỹ, chắc chắn chẳng đến nỗi phải hỏi mãi câu này. Câu hỏi này thường được giải thích trong văn sao, nay lại trình bày đại lược. Cõi Phật có bốn, tức là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu chư độ, thật báo vô chứng ngại độ,
Thường Tịch Quán Độ. 1. Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Thế giới Sa Bà tuy thuộc Uế Độ, nhưng cũng có Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân Nhị Thừa cùng sống trong ấy. Tuy vậy, cảnh được thấy cũng như sự thọ dụng giữa Thánh và Phàm khác biệt vời vời, một trời một vực. Ở Tây Phương, luận theo phía những người đới nghiệp vàng sanh thì họ sẽ sanh vào Phàm Thánh Đồng Cư Độ, nhưng cội ấy vi diệu thanh tịnh như đã nói trong Kinh A-di-đà và Kinh Vô Lượng Thọ. Cội ấy tuy là chỗ của người đới nghiệp vạn sanh sống, nhưng cũng có Pháp Thân Bồ Tát và Phật cùng sống trong ấy, thuyết pháp cho họ, nên cũng gọi là Phàm Thánh Đồng Cư Độ. Nhưng do cội ấy là cội dành cho người vạn thanh tịnh độ, nên tuy chưa thể thù thắng nhiệm màu như trong sự thấy biết và thọ dụng của Phật Bồ Tát, nhưng khá giống nhau về mọi phương diện, chẳng hoàn toàn khác biệt như trong cõi Sa Bà. Cõi này cũng chia thành chín phẩm. Nếu là sáu phẩm trung hạ thì phần nhiều cần phải mất cả thời kiếp mới giác ngộ, còn ba phẩm thượng thì sẽ ngộ vô sinh nhận nhanh chóng, ngộ vô sinh nhận mới vào được cõi thật báo, chứng địa vị bất thoái, chứng nhập thật báo tịch quan. 2. Phương Tiện Hữu Dư Độ chính là cõi dành cho người đã đoạn kiến hoặc, tư hoặc nhưng chưa phá được vô minh. Nói phương tiện là vì những gì họ tu đều thuộc về phương tiện trước khi chứng nhập chân thật. Nói hữu dư là vì tuy đã đoạn kiến hoặc, tư hoặc nhưng chưa phá vô minh. Trần xa không có thể tánh, nói hay không nói đều được. Nếu nói thì người thuộc vào chính phương tiện này đã phá được trần xa hoặc rồi, vì thế gọi là hữu dư. Nếu phá vô minh thì được gọi là phần chứng vô dư. Nếu vô minh hết sạch, chính phương tiện chính là nhị thừa trong Tạng giáo, tam thừa trong Thông giáo, tam hiền trong Biệt giáo, thập tính trong Viên giáo. Chính hạng người này cùng đoạn kiến hoặc và tư hoặc, chưa phá vô minh, sẽ là vô dư rốt ráo. 3. Thật báo vô chướng ngại độ chính là báo độ được cảm bởi phước huệ trang nghiêm chẳng thể nghĩ bàn của Phật Bồ Tát. 4. Thường Tịch Quán Độ chính là lý tánh được chứng bởi Phật Bồ Tát. Hai cõi này tức thật báo vô chướng ngại độ và Thường Tịch Quán Độ vốn thuộc về cùng một cõi. Nếu nói theo cõi do quả báo cảm được thì gọi là thật báo, nếu luận chính lý tánh đã chứng thì gọi là tịch quan. Bậc sơ trụ trong Viên giáo mới phá được một phẩm vô minh, chứng một phần tam đức, liền nhập cõi thật báo, cũng gọi là phần chứng tịch quan. Nếu đặt đến Phật quả diệu giác thì là thượng thượng thật báo, tịch quan rốt ráo vậy. Muốn cho người khác dễ ngộ nên những vị giảng kinh mới gộp người phần chứng về thật báo, gom người rút ráo chứng về tịch quan. Chứ thật ra hễ phần chứng thì hai cõi đều phần chứng, rút ráo thì hai cõi đều rút ráo vậy. Cõi thật báo thì chỉ có người phá vô minh, chứng pháp tánh thấy được, hả nên cho rằng người đến nghiệp vạn sanh sẽ sanh vào thật báo ư? Sanh về cõi đồng cư là do tính nguyện niệm Phật, được Phật tiếp dẫn mà sanh về đấy. Tuy họ chưa đoạn được phiền hoặc, nhưng do trong được nương vào sức tự tánh của Đức Phật trong tâm, ngoài được sức từ bi của Phật A-di-đà cảm ứng đạo giao, nên tuy chưa đoạn được phiền hoặc mà phiền hoặc chẳng còn tác dụng nữa. Vì thế được sanh về cõi đồng cư thanh tịnh tột bậc. Ông nghi sẽ sanh về cõi chẳng thanh tịnh và chẳng thể thấy ngay được sát thân thắng diệu của Phật A-di-đà và những chúng sanh cõi ấy, là vì ông tưởng cách hiệu của ông là đúng, còn thầy nguyện của Đức Di-đà, ngôn giáo của Phật Thích Ca, những chức thuật nhằm nêu tỏ của các vị Bồ-Tát, Tổ Sư, Thiền Chi Thức đều sai bê bết. Chỉ có hiệu như ông mới là đích xác nhất, cao siêu nhất. Ông thấy biết như vậy, tức là bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, tương lai sẽ cùng Đề Bà Đạt Đa hưởng cực lạc trong đại địa ngục A Tỳ, vui sướng chẳng thế nào ví dụ được.
sợ rằng đến hết đời vị lai vẫn thọ dụng chẳng gián đoạn những sự vui sướng ấy. Ông muốn hưởng sự vui ấy, xin hãy y theo chi kiến của ông mà nói. Còn nếu chẳng muốn hưởng sự vui ấy, dầu cho bị oai thế bức bách, cùng chớ nên nói những lời lẽ ấy. Hạ phẩm hạ sanh là hạng tội nhân ngũ nghịch thập ác cực nặng. Do khi lâm chung, tướng địa ngục đã hiện, sanh lòng sợ hãi lớn lao, gặp thiền chi thức dạy niệm Phật. Do cái tâm sợ khổ cầu cứu mạnh mẽ, tha thiết cùng cực, nên tuy niệm không nhiều mà trong một niệm tâm quan đã cảm được Phật. Vì thế Đức Phật liền rủ lòng tiếp dẫn đề ứng, bèn được vãng sanh. Họ ở trong hoa sen 12 đại kiếp là vì lúc sống tội nghiệp nặng nề, thiện căn nông cạn. Vì thế hoa sen chậm nở nhất, nhưng sự sung sướng của những người ấy ở trong hoa còn hơn sự vui trong tam thiền thiên. Sự vui trong thế gian thì tam thiền thật là bậc nhất, nào có thiếu sót tiếc nuối chi đâu. Cõi thật báo chỉ hàng pháp thân đại sĩ mới thấy được, cố nhiên không phân chia xa bà cực lạc. Thệ nguyện từ bi của Đức Phật chính là vì kẻ chưa đoạn hoặc không có cách gì liệu sanh tử được, nên riêng lập ra pháp môn đặc biệt cậy vào Phật từ lực vãng sanh Tây Phương này, để những ai có tâm sẽ tu được. Phàm những ai có tín nguyện niệm Phật đều được vãng sanh. Đấy chính là tâm đại từ bi phổ độ chúng sanh của Đức Thích Ca và Di Đà. Nghĩ đến điều này sẽ cảm kích cùng cực, rơi lệ, lẽ nào còn đánh đổi để suy cuồng nghĩ loạn, cậy vào những chi kiến của chính mình để bắt bẻ nữa ư? Ông Cương Giả Tăng Thứ Lan và Hòa Thượng Biên Sơn chẳng coi rẻ bộ văn sao hữu bài nhơ bận của quan là do đời trước từng có duyên với nhau mà ra. Ông chỉ cầm theo một bộ thì những vị ấy khó thể xem tròn. Này điên gửi tới hai gói, tổng cộng là 6 bộ, xin hãy chuyển lại cho hai vị ấy và những người hữu duyên. Nói đến chuyện dịch ra cho người phương Đông xem, thì tôi chậm nghĩ rằng một chữ dịch ấy từ hồ không cần phải quan tâm đến. Vì sao vậy? Do họ có túc duyên với quan. Nếu là ai vô duyên thì sợ rằng trông thấy văn sao sẽ dùng để thay củi, bịt vò. Hơn nữa, nếu nói là lợi lạc cho kẻ sơ cơ thì hãy nên đem in giống y như vậy để được lợi ích rộng khắp. Nếu in kèm thêm hòa văn vào thì chỉ có thể khiến cho người phương Đông biết hòa văn đọc được. Nếu là người Hoa và Hoa Kiều ở các nơi không biết hòa văn thì họ đều chẳng thể xem được. Huống chi Đại Tạng Kinh của Hội Nhật Bản Thư Sang thì một là bản khắc bán, hai là bản đúc kẽm, và bản Đại Tạng Kinh do Đại Chánh Sang Kinh Hội ấn hành lần này đều toàn bằng hoa văn, chẳng ghi kèm hòa văn vào. Vì thế được nhiều người Hoa thỉnh về, nếu in xen lẫn hòa văn vào thì sự lưu thông sẽ bị úng tắc. Theo ngu kiến của quan, nếu muốn lưu thông chẳng cần phải dịch. Còn như Hòa Thượng Biên Sơn, tài lẫn đức đều dồi dào, sao lại muốn hạ mình đến thăm quan? Vì quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, không đạo, không đức, không hay, không biết. Qua một bộ văn sao đã đem hết những thứ rơm rác trong bụng mửa sạch ra hết cả rồi. Gặp mặt nhau nào có ích gì đâu. Huống chi quan đã suy nhược già cả, chẳng thể xiên học được. Nếu quan sắc lực mạnh mẽ, ngài đến Trung Hoa, quan sẽ học được sở đắc của ngài. Nay đã già rồi, ngoài việc trì danh ra, chẳng nên học một pháp nào khác. Bởi kỳ hạn chết sắp đến, sợ rằng sở học càng nhiều, tâm thức càng khó được thuần tịnh, đến nỗi chẳng thể cảm ứng đạo giao với Phật. Hễ chẳng được vãng sanh sẽ lưu truyền muôn kiếp, há đáng buồn lắm hay sao? Ông tuổi hãy còn trẻ, cố nhiên hãy nên siêng học, nhưng chớ nên xem thường một tòa núi tu di đáng nương tựa rồi bỏ qua. Ngõ hầu chẳng dậm theo vết xe độ của hiền ấm, chẳng được cùng các vị thượng thiện nhân thân cận đấng Di Đà nguyện vương vậy.
Lá thư số 31, thư trả lời Pháp Sư Hằng Tàm, thư thứ hai. Nhận được thư, Khổng Ngân cảm động, hổ thẹn. Văn Cụ Quan sao lại có thể dùng để khai thị cho chỗ hoàn toàn không có Phật Pháp ấy cho được? Câu nói ấy chính là lời ông khen người quá lố, hoàn toàn chẳng phải là sự thật. Trước đây đã gửi 6 bộ sách, sợ còn phải gửi thêm, nhưng không có sách để gửi. Hôm nay đã bảo chùa Thái Bình ở Thượng Hải gửi tới 5 gói nữa, sẽ có đủ sách để tặng cho người hữu duyên. Những điều đã hỏi đều thuộc về chuyện đa sự, do chi kiến của người đời giống như sóng biển chẳng có lúc nào yên. Nếu cứ trả lời những câu cực vấn ấy thì đúng là chẳng rảnh rỗi để thù tiếp được. Nay tôi sẽ thuận theo lời ông hỏi mà giải thích từng điều. Đúng hay sai, mong ông hãy tự cân nhắc. Một, hỏi: lúc Phật còn tại thế, tuy chia ra hai chúng Bồ Tát và Tỳ Kheo. Tỳ Kheo tuy hình dáng khác tục, một mực trì giới theo như Đức Phật đã chế định. Khi kết hạ, giấu lìa khỏi Phật ở một mình, cũng vẫn có những tiêu chuẩn để phán định là trì giới hay phạm giới. Bất quá mỗi vị giữ một tượng người bằng sáp để làm chuẩn mà thôi. Nếu như vậy thì rõ ràng là quy chế cầu giới cố nhiên chẳng phải bắt nguồn từ thời Đức Phật. Nay có người phần nhiều lấy chuyện có hay không có dấu sẹo thọ giới để phân biệt tăng tục. Như vậy thì dấu sẹo thọ giới có mối liên quan với tăng chúng cũng khá nặng. Hơn nữa, con số của dấu sẹo thọ giới ắt phải là 12, rốt cuộc biểu thị điều gì về mặt pháp? Đối với điều này, tăng nhân đời nay chọn chẳng ai biết do đâu mà có. Nếu chẳng rõ xuất xứ và tác dụng của nó, làm sao đáp lời vấn nạn của người bên ngoài? Hơn nữa, những tăng sĩ hèn kém vô tri, làm sao biết giới quan trọng cho được? Đáp: lúc Đức Phật mới thành đạo, liền nói kinh Phạm Võng Bồ Tát giới. Còn đối với giới Tỳ Kheo thì do có Tỳ Kheo phạm lỗi mà chế giới, hả nên nói chuyện cầu giới chẳng phải bắt nguồn từ thời Đức Phật? Đối với pháp tọa hạ, an cư kiết hạ, đặc biệt dùng từng người bằng sáp để kiểm xem giới lực có toàn vẹn hay không, thì chuyện này chẳng qua biểu thị ai nấy hãy nên nghiêm trì tịnh giới mà thôi. Giống như người trong cõi đời thực hành công quá khách, khởi tâm động niệm hành xử đều phải ghi chọn hết là thiện hay ác, nhằm mục đích ngăn ngừa điều sai, dứt điều ác, tận lực làm điều lành, chứ không có chuyện ghi chép là điều tất yếu của việc làm lành, dứt ác. Nếu mọi lúc thường luôn xem xét, phản tỉnh, không ghi cũng chẳng sao. Nếu chẳng phản tỉnh suy xét, dẫu ghi cũng vô ích. Tự mình trì giới trọn vẹn hay thiếu sót, lẽ đâu chính mình chẳng biết? Dẫu chẳng dùng tượng sáp để kiểm nghiệm mà có thể tự dối mình được sao? Đã chẳng thể tự dối mình được thì Phật, Bồ Tát, Thánh Nhân có thần thông và thiên địa quỷ thần đều chẳng thể biệt được, chỉ có thể tạm thời bưng mắt con người mà thôi. Nhưng dù biệt được con người, giới đức có giữ nguyên vẹn hay không, con người cũng có thể biết được. Do vậy cũng chẳng thể nào biệt con người được. Chỉ cốt sao dốc sức giữ giới, không nhất định phải giữ phương pháp kiểm nghiệm bằng tượng sáp. Ông đã thọ giới rồi, trong giới đàn vì A Xà Lê khai thị về khổ hạnh, dạy đốt thân hay thiêu cánh tay, đốt ngón tay để cúng Phật. Nhưng vì phàm phu chẳng chịu đựng được những khổ hạnh ấy, nên chỉ đốt hương trên đỉnh đầu hay trên cánh tay mà thôi. Cuối quyển 6 Kinh Lăng Nghiêm, phần nói về 4 thứ giáo huấn rõ ràng thanh tịnh đã nói đến chuyện này. Kinh Phạm Võng lẫn Kinh Pháp Hoa đều có nói: ông chẳng xét đến đạo lý đốt hương cúng Phật, mà lại xét đến đạo lý của dấu sẹo thọ giới, tức là đã trở thành bỏ gốc lấy ngọn. Nhưng chúng sanh đời mạt mọi chuyện đều làm giả, do có những dấu sẹo thọ giới ấy mà phân biệt là có thọ giới hay không.
Hiện thời, theo cách xuống tóc thông thường, lấy dấu sẹo thọ giới để làm dấu hiệu phân biệt càng thêm quan trọng hơn. Còn số những dấu sẹo thọ giới ấy tùy theo mỗi người phát tâm đốt bao nhiêu viên hương, cần gì phải hỏi con số ấy biểu thị điều gì. Chỉ cần biết những dấu sẹo ấy biểu thị người thọ giới đốt hương cúng Phật, đấy là thực hiện chút phần khổ hạnh đốt thân, thiêu cánh tay, đốt ngón tay mà thôi. Truyền giới ở Bắc Kinh thì đốt hương trên cánh tay, chứ không đốt hương trên đỉnh đầu. Có vị nào xuống miền Nam thăm học thì đốt thêm hương trên đỉnh đầu. Hiện thời chỉ đốt hương trên cánh tay thì hoàn toàn không thể được, vì người ngoài đời đầu đều lắng o. Chưa nghe nói Bắc Kinh đã thay đổi quy cách đốt hương hay chưa? 2. Hỏi: các chốn ở Thượng Hải thường có nam nữ tụ họp 10 hay 100 người cung kính dâng tiền hương kính để quy y hoặc nói bái sư phụ. Chuyện ấy phát xuất từ kinh điển nào? Bắt đầu từ thời nào? Đức Phật ở chỗ nào? Nói ra kinh nào? Đối với chúng sinh nào mà mở ra phương tiện ấy? Nếu không có dấu huấn rõ ràng thì đương nhiên kẻ bái thỉnh đã mờ mịt không biết. Hệ quy y rồi thì nên hồi trì trai giới như thế nào? Mà người được bái thỉnh cũng lại chẳng nghĩ đức mình có xứng hay không. Làm nhận của tinh thí, sợ rằng Phật Pháp tốt đẹp lớn lao, chưa khỏi bị coi ngang ngựa với những món hàng thông thường, giới tệ vậy. Chẳng đáng đau buồn quá đội ư? Xin sư hãy khai thị tường tầng để người bái thỉnh lẫn kẻ được bái thỉnh biết đến những gì cần phải khuyên răng, nhắc nhở, hòng khỏi bị kẻ chẳng tin phỉ báng. Đáp: lúc Đức Phật mới thành đạo, còn chưa khai hóa, muốn đến vườn Lộc Giả độ năm người, trên đường đi gặp thương nhân Đề Vị, dâng bột lúa mạch rang và mật, bèn giảng tam quy, ngũ giới, thập thiền cho anh em ông ta. Phật chính là bản thân Đức Phật, Pháp chính là ngũ giới, thập thiền Đức Phật vừa dặn cho ông ta, cùng với hết thảy Pháp Đại Tiểu Thừa Đức Phật nói sau này. Lúc ấy vẫn chưa có vị tăng nào, vì thế đối với điều khoản quy y tăng bèn nói quy y vị Lai Tăng, do tăng nhất định sẽ có. Đấy chính là người quy y Tam Bảo đầu tiên vậy. Từ đấy phàm quốc vương, đại thần và thứ dân hệ tinh Phật thì không ai chẳng quy y. Sao lại nói là không có xuất xứ? Đối với thuyết cúng dường tiền hương kính chính là mượn Phật để biểu thị lòng thành kính mà thôi. Thời Đức Phật tăng chẳng lập bếp nấu ăn, nên vàng bạc chẳng có chỗ để dùng. Nhưng đàn na tín thí dân hiến thức ăn, y phục, đồ nằm, thuốc men và tặng của cải, cố nhiên chẳng khác chút nào. Ở phương này, người có lòng tin ít ỏi, hễ làm chuyện gì đều phải cậy vào tiền tài. Vì thế người ta đã tin tưởng, ắt mong cúng dường tiền bạc lên vị thầy mình đã quy y, để vị ấy trang trải những thứ cần dùng. Đấy là nguyên do của tiền hương kính vậy. Thánh nhân phương này lập giáo, người đến học phải có miếng thuốc tu để làm học phí. Tuy tên gọi khác với tiền hương kính, nhưng ý nghĩa chẳng khác gì. Chẳng phải chỉ có vậy mà thôi, phàm là thiên tử và chư hầu tụ tập tiệc tùng, ắt phải có món ăn ngon, lại còn phải có vật quý báu để làm quà tặng. Cùng giống như đã đến bái yết lại còn cúng dường vậy. Đã quy y Tam Bảo, ắt phải trì ngũ giới, tu thập thiền. Nhưng hiện thời thói đời thường hay bày vẽ giả dối, đấy là lỗi chính mình chẳng tuân theo lời dạy, chứ Phật Pháp đâu có lỗi. Tăng có giữ giới được hay không cũng thế. Cố nhiên nên phân biệt thầy là thật hay giả và đồ đệ là thật hay giả. Chẳng được nhất lọt chê quy y Tam Bảo là sai rồi bài xích. Nếu không có ai quy y Tam Bảo, Phật Pháp sẽ do vậy bị đoạn diệt. Bởi lẽ dù có chân tăng cũng chọn không có ngoại hộ, ai chịu cung kính cúng dường, ông là người đã vượt ngoài cõi đời đây. Huống chi Phật Pháp đâu phải là chuyện của riêng mình tăng chúng, mà thật sự là chuyện
phải nên tu, nên hành của hết thảy mọi người. Nếu chẳng quy y, tức là đoạn diệt dòng giống Phật vậy. Ý nghĩa hết thảy mọi người nên tu nên hành đã được văn sao nói đến nhiều lần rồi. 3. Hỏi: xưa có vị cư sĩ ít hỏi, quy y Phật chẳng đọa địa ngục, tức là sau khi xả thân chẳng đọa hay vĩnh viễn chẳng đọa? Lại hỏi: gần đây những kẻ quy y ở các nơi như Thượng Hải chẳng hạn, quá nữa là hàng cái lầu xanh, làm những nghề không đứng đắn. Lúc ấy tuy hơi có ý niệm hổ thẹn từ bỏ, nhưng sau đó vẫn giữ nghề cũ tào tồi. Nếu quy y rồi vĩnh viễn chẳng đọa địa ngục thì còn ai đành lòng kêu tiếc hai đồng bốn cắt hương kính? Nếu hai đồng bốn cắt hương kính có thể bảo đảm dù tào tồi vẫn vĩnh viễn không đọa địa ngục, thì trong núi Thiết Vi đâu còn có địa ngục để nói nữa ư? Trong thiên hạ lẽ nào có sự tiện nghi như thế ư? Thêm nữa, nói quy y thì quy y vị Phật nào? Quá khứ Phật, hiện tại Phật hay là vị lai Phật? Nếu nói quá khứ thì đã qua rồi, hiện tại không có Phật, còn vị lai thì Phật vị lai chưa ra đời. Có vị Phật nào để quy y nữa đây? Nếu nói quy y với tượng Phật Di Đà hoặc Phật Thích Ca thì chỉ cần đến trước các bức tượng lễ kính là đủ rồi, cần gì phải nhờ vào tiền hương kính nữa? Đệ tử cứng họng chẳng thể đáp gãy gọn được rốt cuộc là như thế nào, mong mọi sâu động thầy chỉ dạy cho. Đáp: chuyện ấy hãy nên nói tự hành chân thật, chứ đừng bàn luận trên việc quy y. Ba câu quy y Phật Pháp Tăng tuy chia ra nói là chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhưng chớ nên chấp chặt là quy y Phật sẽ chỉ có thể không đọa địa ngục, vẫn chẳng tránh khỏi đọa vào ngạ quỷ, súc sanh. Nếu nói chấp chặt như thế thì chính là kẻ si nói mớ vậy. Lòng đại từ bi của Đức Phật ông còn chưa biết, cứ nói bừa đạo lý. Hàng gái lầu xanh làm chuyện hà tiện, nếu thật sự tin tưởng ngưỡng mộ Đức Phật, thường sanh lòng hổ thẹn, thường niệm Phật hiệu cầu sanh Tây Phương, thì vẫn được Phật tiếp dẫn lên thẳng chính phẩm, ở cùng một chỗ với các vị thượng thiện nhân. Đức Phật dùng đủ mọi phương tiện tiếp dẫn, khuyên dụ chúng sanh diệu nhân xuất thế. Vì thế đối với ngũ giới, mặc cho những kẻ ấy chỉ thọ 1, 2, 3, 4 giới cho đến thọ tròn 5 giới, vì sao cho phép người ta chẳng thọ đủ cả 5 giới? Do những người ấy lâm vào tình thế chẳng thể giữ được, như người đồ tể chẳng thể giữ giới sát nhưng vẫn có thể giữ 4 giới kia, kỹ nữ chẳng thể giữ giới tà dâm, tủ bảo chẳng thể giữ giới không uống rượu, vân vân. Đức Phật lòng từ sâu xa, đức sâu dày như trời che khắp, như đất chở điều, chẳng bỏ một kẻ nào sẵn có Phật tánh. Những kẻ từ cao từ đại trong cõi đời thấy một khuyết điểm của người khác, dẫu người ấy có ngàn điều tốt đẹp cũng chẳng coi là đúng. Đức Phật không giống như thế. Trong bộ Long Thư Tịnh Đồ Văn có một quyển mang tựa đề Phổ Khuyến Môn, đã nói tường tận nguyên do. Trong quyển ấy đã kể tên hơn 30 loại, trong số ấy có kẻ đồ tể, ngư dân, người chế rượu, ngay cả hàng gái lầu xanh trong chốn phong trần, sách ấy đều nói nếu họ có thể đổi nghề thì tốt nhất. Nếu chẳng thể thay đổi nghề nghiệp được, nhưng thường sanh lòng hổ thẹn, niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương, nếu có thể tin chân thành, nguyện thiết tha, thì cũng có thể cao đăng chính phẩm. Nào phải chỉ chẳng đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ư? Nếu chẳng sanh lòng hổ thẹn mà cũng chẳng tu trì, lấy chuyện quy y làm điều vinh vang, chỉ có trọng chuyện bái sư, thì có đọa địa ngục hay không quan chẳng dám quyết đoán. Còn như nói quy y Tam Bảo thì Phật ấy là Phật nào? Khi ông thọ giới cụ túc trong giới đàn đã từng có những thứ khai thị ấy,
có tam bảo, thở Phật còn tại thế, đấy chính là trụ trì tam bảo. Có tam bảo sau khi Phật đã nhập diệt. Nhằm thời Đức Phật còn tại thế thì Phật chính là Phật Thích Ca, pháp là những pháp như Tứ Đế, vân vân. Tăng chính là những vị xuất gia theo Phật. Sau khi Đức Phật nhập diệt, Phật chính là các hình tượng của Phật Thích Ca, tức là những tượng làm bằng vàng, bạc, đồng, sắt, đất, gỗ, vẽ vời, thiêu thùa, vân vân. Những thứ ấy chính là hình tượng của Phật, phải nên có hệt như Đức Phật thật. Nhưng những vị Phật Di Đà, Dược Sư, vân vân cũng thuộc vào trong số ấy. Do Đức Thích Ca là giáo chủ trong hiện tại nên chuyên nói như vậy. Pháp chính là những kinh điển, quyển vàng, trục đỏ. Tăng chính là những người cạo tóc, mặc áo thâm. Lại có nhất thể tam bảo, đây chính là những nghĩa giác, chánh, tịnh trong tự tâm, được gọi là Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nếu nói cặn kệ quá, tốn bút mực, lúc Đức Phật mới thành đạo còn chưa có tăng, chỉ dạy chứng giả đề vị quy y vị Lai Tăng. Do tăng là người gánh vác trách nhiệm kế tục pháp đạo vậy. Nếu từ cao tự đại chỉ biết Phật và pháp, đáng kính phục ngưỡng mộ, coi rẻ tăng nhân, chẳng chịu quy y, thì kẻ ấy dẫu được lợi ích trong Phật pháp, nhưng do cái tâm ngạo mạn, sợ rằng khó thể được lợi ích chân thật. 4. Hỏi: người đời đều coi Chí Giả Đại Sư là Đức Thích Ca tái thế, giống như Kim Túc Như Lai hiện thân cư sĩ Duy Ma, Long Đồ Phật hiện thân làm tỳ kheo thân tử. Nay những kẻ tôn sùng tông hiền thủ thường hay bắt bẻ chuyện này, đến nỗi ngã kiến nghiêm trọng thì phi dấy lên rầm rĩ, hoặc nói là ngũ giáo hay hơn tứ giáo, hoặc nói Chí Giả không phải là Thích Ca tái thế, hoặc nói Chí Giả phán định tứ giáo sớm hơn ngài Thanh Lương, sách tham khảo thời ngài Chí Giả chẳng được hoàn bị bằng đời Đường, cho nên phán định giáo nghĩa có chỗ thiếu sót. Hoặc nói nếu Chí Giả đã là hậu thân của Phật Thích Ca, sau lúc soạn bộ Ma Ha Chỉ Quán, chẳng thể nói quyết đoán công đức của lục căn hơn kém, lại còn ở đài bái kinh lễ lạy Kinh Lăng Nghiêm, chứ được ngài Bát Lạc Mật Đế dịch ra lấy kinh làm khuôn khổ cho đạo vậy. Kinh là do Đức Phật nói ra, Chí Giả đã là Phật nói ra kinh thì sẽ hiểu thông suốt. Nếu nói Phật cũng bị mê muội khi nhập thai thì đâu đáng xưng là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những thứ nghi vấn ấy ùa nhau nổi lên lung tung, nếu không được lão nhân rủ lòng thương xót tình kiến của mọi người mà mổ xẻ rạch ròi lời vấn nạn ấy để làm kim chỉ nam cho những người học Phật, thì sợ rằng những kẻ học đạo trọng tông thiên thai và hiền thủ sẽ bài bán lẫn nhau chẳng thể dứt. Ôi, từ tấn công bắt bẻ lẫn nhau thì Phật giáo chẳng bị suy sụp ư? Mong thay. Đáp: những vị khai sáng pháp thiên thai hiền thủ, hoặc là cổ Phật ứng thế, hoặc là Bồ Tát thị hiện giáng sanh, chớ nên vì vị này khinh vị kia, hoặc do vị kia khinh vị này. Dẫu lời dạy của các ngài không hoàn toàn tương đồng, nhưng sở kiến của mỗi vị chọn chẳng phải là nói rằng những kẻ lầm lạc do môn đình mà tranh chấp đều là những đứa con ngỗ nghịch của Đức Phật, là tội nhân đối với tổ sư các tông. Tứ giáo hay ngũ giáo vốn cùng là một Phật giáo. Ông đã từng đọc bài tựa cho cuốn Di Đà Yếu Giải của Đại sư Ngẫu Ích hay chưa? Nguyên bản của sách Thập Yếu đã bị Đại sư Thành Thời lược đi, đáng than thay. Trong ấy có câu: chẳng dám cùng hai ông đua tranh cho khác biệt, cũng chẳng nhất thiết phải ép cho giống với hai ông. Ví như nhìn ngang thành rằng, nhìn xiên thành ngọn, dẫu điều chẳng thể chọn hết cảnh lô sơn thật sự, cốt sao chẳng đánh mất sự đích thân thấy biết lô sơn của mỗi người mà thôi.
Câu nói ấy đã dùng câu thơ tả cảnh đến chơi lô sơn của Tô Đông Pha. Nhìn ngang thành rằng, xiên thành ngọn, xa gần cao thấp chẳng giống nhau. Chẳng biết lô sơn chân diện mục, miễn sao thân ở tại non này. Lô sơn là chọn một khối, tùy theo con người ở chỗ nào mà thành ra hình tướng khác biệt. Huống hồ pháp do Đức Như Lai đã thuyết, giống như châu mani có màu sắc khác nhau, tùy theo đặt gần vật nào. Những kẻ nói chắc chắn châu ấy có màu gì đều là những kẻ không biết gì về châu cả. Tùy theo châu được đặt gần vật có màu xanh, vàng, đỏ, trắng mà hiện màu xanh, vàng, đỏ, trắng. Dù có nói châu ấy là xanh, vàng, đỏ hay trắng cũng chẳng phải là không được. Nhưng nếu nói nhất định là màu xanh chứ không phải là vàng, đỏ, trắng, hoặc nói châu nhất định là màu trắng không phải là đỏ, vàng, xanh thì lại không được. Hiểu toàn vẹn nghĩa của kinh thì chư tổ đều là công thần của Như Lai. Một mực chấp chặt vào một câu thì hoằng pháp cũng thành bề đảng ma hoại pháp. Ngài Chí Giả soạn bộ Trị Quán phù hợp với ý nghĩa công đức của sáu căn trong kinh Lăng Nghiêm, lại nghe Vạn Tăng khen ngợi sách ấy hợp với nghĩa lý kinh Lăng Nghiêm, nên mới lại kinh mong kinh Lăng Nghiêm sớm được truyền đến để chứng tỏ những gì chính mình nói chẳng sai lầm. Sau ông lại nói ngài chẳng thể quyết đoán công đức sáu căn hơn kém, vì tự lập đường lối bèn hạ thấp ngài Chí Giả. Nói như vậy tức là chẳng biết cội nguồn, lầm lạc nghe lời người ta nói rồi cũng nghĩ như vậy. Chuyện lạy kinh đương nhiên là có, nếu nói hằng ngày lễ bái trong nhiều năm thì chính là lời của người sau thêm thắt. Đừng nói ngài Chí Giả không phải là Phật hiện thân, dẫu thật sự là Phật hiện thân thì do đã biến hiện thân phận làm tăng, càng phải ẩn thật hiện quyền. Do vậy càng cần phải có kinh để làm chứng cứ thì mới là khuôn phép hoàn truyền. Nếu tự cho mình là Phật, tự nói ra kinh thuộc đời vị lai thì đấy chính là bè lũ bị ma dừa. Trong đời sau thường hay nói ta là vị Phật này hay vị Bồ Tát nọ để mào đầu. Đấy chính là nguyên do khiến cho bậc Pháp Thân Đại Sĩ Hoằng Pháp chẳng hiển bổn vậy. Ông đã biết nghĩa lý ngài thân tử trong ẩn kính hạnh Bồ Tát, ngoài hiện tướng thanh văn trong kinh Pháp Hoa, sao lại nghi mỗi mình ngài Chí Giả? Hơn nữa đoạn văn luận về lý chứng giả trong văn sau, tức đoạn văn trong bài Tịnh Độ Quyết Nghi Luận, cũng đã nói rõ nghĩa này. Sao chẳng mở rộng ra để suy luận mà hiểu, lại cứ muốn hội hang lôi thôi vậy? 5. Hỏi: Tướng Tông phán định giáo pháp trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật thành tam thời giáo, đầu tiên là hữu, kế đó là không, sau cùng là chung, chỉ có thời khác biệt chứ không có thời thông suốt. Thiên Thai phán giáo thành ngũ thời, dùng cả thông lẫn biệt, những kẻ học đạo thấy biết một chiều. Do vậy công kích lẫn nhau, chê nhau là sai. Người theo Tông Thiên Thai hủy bán thuyết tam thời của Tướng Tông, cho là thấy biết một chiều, nghĩa hết sức chẳng trọn vẹn, không phải là ý chỉ vốn có của Đức Phật. Người học theo Tướng Tông chê bai Thiên Thai là mờ mịt câu nề, bày vẽ sương mây mù mịt, hiếm có kẻ nào thấu suốt được. Rốt cuộc ai đúng ai sai, mong thầy ban cho lời dạy lớn lao. Đáp: câu này nên từ đoạn thứ tư mà lãnh hội ý nghĩa sẽ tự biết. Chư Phật thuyết pháp tùy theo căn cơ của chúng sanh. Nay những kẻ hoằng pháp phần nhiều nói pháp trái với căn cơ. Cho vậy Đức Phật đã sớm thọ ký rằng thời mặc pháp chính là thời đấu tranh kiên cố, buồn thay. 6. Hỏi: trước khi Đức Phật hiển bổn thì những vị thanh văn đều do tu mà thành,
Sau khi khai quyền thì hết thảy tám bộ cũng đều là các vị Đại Bồ Tát nương theo bổn nguyện thị hiện giáng sanh trong Sa Bà để phụ trợ Đức Thích Ca giáo hóa. Như vậy thì đệ tử Phật đã không có một ai do phàm phu tu thành thì Đức Phật xuất thế có ích gì cho chúng sanh đâu? Đáp: ông chỉ biết nói lời chấp nhặt hẹp hòi, chẳng hiểu được nguyên do những vị ấy thị hiện. Những vị trong hội Pháp Hoa ấy đều là những bậc đã chứng A-la-hán, thoạt đầu đều chẳng tin Phật Pháp, đều do nghe Đức Phật giáo hóa, chỉ dạy đủ mọi lẽ rồi mới gia nhập Phật Pháp. Do vậy, trong suốt hơn 40 năm dài, họ luôn theo sát Như Lai. Tôi hỏi ông nhé, những vị ấy trong mấy chục năm trông chẳng có một ai hướng dẫn người khác khiến họ sanh khởi lòng tin, sự ác, tu thiền, quy y Phật Pháp, liệu sanh thoát tự hay sao? Ông hỏi câu này đúng là si mê đến cùng cực. 7. Hỏi: kinh Pháp Hoa chép giơ tay cúi đầu đều sẽ thành Phật. Thêm nữa, kinh Pháp Hoa đã từng được nói trong vô lượng kiếp trước. Do vậy thấy rằng trong vô lượng kiếp trước đã từng có đấng gọi là Phật độ chúng sanh trong cõi đời. Chúng sanh đã gieo thiện căn trong vô lượng kiếp trước thì những chúng sanh đã từng gieo thiện căn ấy đến nay đệ ra đều đã thành Phật hoặc thành Bồ Tát rồi. Như vậy thì lẽ ra Phật Bồ Tát nhiều, chúng sanh ít. Cỡ sao Phật Bồ Tát thường ít thấy mà chúng sanh đông ùn ục vậy? Chắc là chúng sanh trong vô lượng kiếp trước đều chưa có thiện căn, giơ tay cúi đầu. Hay là gieo nhân chưa chín mùi ư? Nếu nói gieo nhân nhưng chưa chín mùi thì rốt cuộc đến lúc nào mới chín mùi? Chúng sanh hiện tại gieo thiện căn, giơ tay cúi đầu lại phải chạy qua bao nhiêu vô lượng kiếp thì mới chín mùi được thiện căn ấy? Hay là vĩnh viễn chẳng thể chín mùi? Đáp: hai câu nói Phật Bồ Tát nhiều chúng sanh ít và Phật Bồ Tát ít chúng sanh nhiều phải nhìn từ cõi nước chư Phật Bồ Tát đang ở. Ví như gã dân hèn ở làng quê nhỏ bé chỉ biết những kẻ thường dân trong làng là nhiều, chọn chẳng biết những bậc phù tá nhà vua trong nước nhà nhiều vô số. Nhưng pháp thế gian chẳng đủ để làm thí dụ cho thích đáng. Sao ông chẳng thấy hoa tạng hại chúng đông nhiều? Ngay cả số vi trần trong một cõi Phật cũng chẳng thể sánh vi với số lượng thánh chúng trong hoa tạng ư? Phật có thể độ chúng sanh nhưng chẳng thể độ kẻ không có duyên với Phật. Vì thế phải bao lượt thị hiện giáng sanh, thị hiện nhập diệt để cho chúng sanh bao phen gieo thiện căn, bao phen chín mùi thiện căn, bao phen được độ thoát. Nhưng do chúng sanh giới vô tận nên thệ nguyện của Phật Bồ Tát vô tận. Ông dùng chi kiến đoạn diệt để bàn luận cho nên mới có những câu hỏi ấy. Câu hỏi ấy tự hồ có lý, chẳng biết đấy vẫn là tình kiến chúng sanh, chẳng mảy may biết được cảnh giới của Phật Bồ Tát. Nếu ông có thể nhất tâm niệm Phật vãng sanh Tây Phương, ắt sẽ than thở Bồ Tát đông đảo, chúng sanh ít ỏi. Vì vậy tôi nói hãy nên nhìn từ chỗ Phật Bồ Tát đang ở, đừng nhìn từ nơi chúng sanh đang ở. 8. Hỏi: đệ tử bất luận ở chỗ nào, sáng sớm xúc miệng, rửa ráy xong liền đắp y lễ bái Quan Âm Đại Sĩ, đến khi tinh thần mỏi mệt liền ngồi xếp bằng trên mặt đất trì danh. Có lúc quá mệt nhọc hễ ngồi liền hôn trầm hoặc suy tưởng loạn xạ. Cũng có lúc thân tâm thoải mái ngồi độ nửa giờ mà cảm thấy ngắn như chỉ ngồi chừng mấy phút. Cũng có lúc tay lần xôi chuỗi mà bất ngờ lần xong xôi chuỗi từ đầu đến cuối hơn 300 hạt trong khoảnh khắc. Trong tâm cũng dường như xưng tụng rõ ràng nhưng chẳng thật minh bạch lắm. Cũng có lúc trì chú chợt quên bản bài chú đang trì, bất giác hồ đồ niệm tụng Phật hiệu. Những chuyện ấy rốt cuộc là cảnh giới như thế nào, rất mong thầy chỉ dạy. Đáp: ngồi lâu chẳng cảm thấy là lâu, niệm lâu
chẳng biết là lâu, đây chính là do tâm tịnh thần lặng mà ra. Nhưng chớ nên tưởng đó là chứng đắc, từ đấy phải nỗ lực công phu sẽ tự được tiến hơn. Nếu coi đó là chứng đắc thì do vậy cũng không thể chứng đắc được, huống chi là tiến hơn. Trì chú hôn trầm niệm Phật, niệm Phật hôn trầm trì chú, đấy chính là do ý thức thuận theo vọng tâm, chánh niệm bị chuyển biến mà ra. Những người tu sơ cơ phần nhiều gặp tình trạng này, nếu nắm vững công phu sẽ khỏi đến nỗi điên đảo lầm loạn. Nhưng điên đảo lầm loạn như vậy vẫn là do công phu mà ra. Nếu không có công phu thì ngay cả niệm hồ đồ như vậy cũng chẳng có được, huống là rõ ràng chẳng sai lầm ư? Ban châu tam muội người đời nay không hành được. Ông nói lời ấy là do ham cao chuộng xa hay là thật vì sanh tử vậy? Nếu thật vì sanh tử thì hãy nên y theo những pháp phàm phu thường có thể hành được. Nếu là phàm phu sắc đất mà lầm lạc tính hành pháp của thánh nhân quá sức mình, ác sẽ đến nỗi bị ma dựa ngã lòng tu tập. Xin hãy dứt trừ ý niệm ấy, ngõ hầu được lợi ích. Bồ văn sao cụ quan về ý thì có thể chấp nhận được, nhưng văn từ chẳng đáng xem. Được hai vị khai sĩ Viên Sơn và Cương Giả Vưởng Lưu Thông thật hổ thẹn sâu xa. Nhưng Bồ Tát vì lời chúng sanh, ngay cả đầu mắt còn bằng lòng xả được, huống là những lời lẽ hú bài nhơ bẩn của quan được hai vị đại sĩ đề xướng nhằm khiến cho hết thảy những kẻ mới học tin tưởng ngưỡng mộ tịnh tông. Thì quan cũng cậy vào công đức của hai vị đại sĩ ấy mà tiêu trừ tội nghiệp, tăng trưởng thiện căn, được vãng sanh Tây Phương, thật là may mắn không chi lớn hơn. Phàm những sách vở nhằm hoằng dương Phật pháp đều chớ nên ghi bản quyền. Nếu ghi bản quyền thì công đức hoằng pháp chẳng thể cứ lại tội lỗi ngăn trở lưu thông đâu. Quan bận biểu quá mức trở nên thường hỏi han như thế này, chẳng những quan học thức hữu hạn mà hiểu biết cũng chẳng được mấy, chẳng thể đáp lời. Dẫu có đáp được cũng không có tinh thần công phu đâu nhé. Dụ Mùi Am biên soạn Cao Tăng Truyện gồm 4 tập, ông ta làm khoa trưởng thuộc dinh tỉnh trưởng tỉnh Trực Lề. Thỉnh người khác thay ông ta biên chép, còn ông ta chỉ soạn đề cương đại lược, cho nên sai sót không thể kể xiết. Ngay cả phần do chính ông ta viết cũng sai lầm nhiều không xiết. Quan chỉ dựa theo phần ông ta viết để dạo chánh, sửa đổi, gọt giũa đại lược mà thôi. Cuốn sách do quan đã sửa chữa ấy chỉ nên dùng làm bản gợi ý cho người sẽ tu chỉnh cuốn sách của ông Mùi Am sau này mà thôi. Chẳng đáng coi là bản hoàn chính vậy. Hoàn thành vào tháng 9 năm ngoái đem gửi tới, mong quan hãy dạo chánh cho ông ta. Quan lấy cớ học thức nông cạn và không rảnh rỗi để từ chối. Ông ta nói mong rằng trong 3 năm sẽ được sửa chữa xong. Suốt cả một năm ngoái chẳng ngó tới, mùa xuân năm nay mới nhìn đến. Sách quá thiếu tinh tường, sai ngoa quá nhiều. Đọc một hai ngày ngần ngừ hết mấy ngày, đến ngày hôm qua mới đọc xong. Do vậy thư ông gửi đến từ hôm 23 mà mãi tới bữa nay mới trả lời. Cái chết của Hiền Ấm cũng chỉ là vì cầu được vượt trội, cầu danh, chẳng biết lắng lòng tịnh dưỡng. Nghe nói ông ta đang bệnh mà hằng ngày vẫn cứ thường bàn luận chẳng tịnh dưỡng nên mới bị kết quả ấy. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 3. Kề tu trì giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành. Đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới Cực Lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy,
công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vân. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết. Chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,